Đây là cái giống OM18. Thì giống này là thời gian dinh dưỡng 90-95 ngày thưa bà con. Thì hôm nay là chú Quỳnh đã áp dụng thành công cái phân nhãn hiệu con lười cho chú đồng ruộng mình, áp dụng cho cái vụ mưa bão. Đến nay thì lúa cũng gần thu hoạch rồi. Thì hiện trạng giờ là chưa có cái cây nào đổ ngã hết, đặc biệt là cháy bì lá. Bệnh cháy bì lá là tới giờ cũng hạn chế tối đa so với cái ruộng mà nông dân họ bón phân thông thường. Thì đây là cái hiệu quả của phân lười đem lại cho bà con nông dân mình. Và đặc biệt là chú Quỳnh cũng đã nói là giảm được 2 lần phun thuốc trừ sâu bệnh. Thì rất là cái hiệu quả thực sự đem lại của phân lười thì bà con cũng đã biết thực tế như vậy. Hôm nay công ty cũng đến là ghé thăm và đánh giá thực tế đồng ruộng để cho bà con mình xem. Rồi bà con có cơ hội bà con sẽ ứng dụng, áp dụng thử trên đồng ruộng của mình. Cầu mong gia đạo bình an, đi lấy dân gia đạo bình an, về tâm kiên giang dòng riêng miệt tướng an biên, chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hòn đất gò bao, Cà Mau mến yêu cuối trời u minh sâm muối, ngọc hiến sanh tạo cho nhớ thương nhiều Cà Mau, ruộng xanh tốt bao đời nuôi ta không lên giữa lúa quê mình, đó là miền Tây quê tôi.